bên hướng này hả? Rồi rồi tao nghe bên đó đó. Đó các bạn. Ok. Đúng rồi, cái vùng mà mình nghe luôn các bạn. Đâu mà lớn rồi. Lớn rồi hả? Thì lớn quá rồi, tao kêu gần chiên rồi mà. Hello các bạn. Anh em mình đang đi kiếm ổ chè than ở cái khu này. Các bạn lắng tai nghe đi. Đó. Đó. Đó đó đó. Đó. Con chiếc chè than nó đang kêu trên những cái bọng cây mà khô khô thế này này các bạn này. Đấy, nó rất là dễ làm các bạn nhé. Giờ mình đang đi xuống cái khu vực này. Các bạn ở Tây Nguyên thì nó ít, những cái vườn cà phê nó rất là ít cái bụi tre, nên con chiếc chè than nó không làm trong bụi tre như ở các miền quê như là Quảng Nam hay là Ngãi rồi các bạn nhé. Nó ở đây nó chỉ làm thường làm trong những cái bọng cây mục, các cây khô các bạn. Và đặc biệt anh em mình có một cái chiêu thức kiếm ra. Hôm nào ở những video sau chiếc sẽ chỉ cho các bạn những cái âm thanh để kích nó, kích cái tiếng lên thì mình sẽ biết được con mẹ nó có tổ hay không. Và loa này, lúc nào mình đi mình cũng có một cái loa các bạn ha. Mình sẽ kích chim mẹ ra. Cách nhanh nhất các bạn muốn biết nó thì các bạn phải có sự kiên nhẫn. Các bạn hãy leo lên một cái cây này thật là cao nhé. Mà cái cây đó có thể bao quát được tất cả các khu vực mà các bạn nghi. Thì các bạn hãy ngồi chờ nó. Nó tha mồi, các bạn có thể nhìn thấy nó được. Và cái hướng của nó đi ra đi vào ở cái hướng này. Đây này, chỗ này có một cái lỗ ở giữa. Cái lỗ này rất là dễ có nha. Thường á các bạn đi kiếm một chiếc chè than á mà các bạn có là nó hay bay lại gần, nó quýt. Nó quýt gió các bạn. Không phải hả? Sóc hả? Rơm bị sóc rồi. Không có rồi. Thôi lấy xuống. Cái bọn này nó làm nó cũng sợ bìm bìm thí bà đi nha. Không có khỉ gì hả? Không có cái gì. Thôi xuống, đi qua vườn kia thôi. Anh em mình này kiếm hết cái mé dưới khu vườn này rồi. Bây giờ mình sẽ tạt qua hướng mé bên kia các bạn nha. Nè, nó có chân bạn nè. Nó chọt vô cây đúng mãi chân. Mình giờ mình tới cái hàng mùng cao dưới này. Đây cái hàng mùng này là dưới góc vườn. Đổ phong thủy giờ Mr. Chí chèo. Mấy dưới hả? Ở trên đầu thì tìm nát hết rồi. Bây giờ thì xuống dưới cái vùng này, dưới vùng dưới cùng của vườn. Đây. Nè, có không? Đù, cây này cái bọng hơi bị đẹp luôn á. Có bọng có rác luôn rồi nè. Có không? Có rác luôn không? Cũng lòi gọng rác rồi nè. Đâu? Đó, đây các bạn, đó. Đó, có rác đó. Khả năng ở đây cao rồi không? Thôi, đổ phong thủy trên đầu vừa, trên đầu vườn tao chèo, giờ mày chèo thứ đổ phong thủy phải coi. Chú mày chèo. Họ, mấy cây. Có không? Có tổ nhưng mà nó bỏ rồi. Có tổ hả? Hay vậy mày. Ủa, tao tưởng 100% rồi chứ. Để quay cho anh em xem nè. Tổ thế đẹp ghê không? Cái bọng của nó thường vậy nè. Nhìn nè. Đấy. Những cái cọng rác mà li ti đó là nó gấp vào á. Mà tổ này chắc rất lâu rồi, có khi là mùa trước rồi. Mùa này thì nó không làm. Bọng đẹp lắm hả? Đẹp, bọng này đẹp đấy. Bọng này nó có một cái lỗ ra các bạn này, lỗ này lỗ ra nước này. Nó làm vẫn hay làm như vậy, làm hai ngắt các bạn nhé. Khi mà trời mưa mà súng như này á thì nó còn rút nước để nó ra cái lỗ này nó mới làm. Chứ nếu như mà cái bọng mà các bạn nhìn thấy mà nó chỉ là một bọng thôi mà nó không rút được nước thì con chim hầu như là nó làm nó cũng bỏ các bạn. Tổ này bọng này thì đẹp quá rồi, nó làm ở đây nhưng mà giờ thì mình không may mắn này, không may mắn để đón chào cái mùa này rồi. Nó quýt bên kia kìa. Có không? Đó. Đó là quýt nè. Đây nè con mái nè. Đây. Đâu? Đây nè con mái bên này nè. Đó nó quýt đó gấm. Nó đâu á? Bên đây rồi nè ơi. Nó ở bên đây nè. Rồi mày vô cái vùng đó đi. Mày vô cái vùng đó. Nó có quýt tổ không biết liền à. Nó có giữ tổ không biết liền à. Bây giờ bạn leo lên đó bạn rình đi.
mình núp đi, mình núp tầm 15 phút đi. À. Ngồi im xem mình nó bay về hướng nào. Rồi ok. Ok chưa? Yeah. Rồi ok. Giờ hết cách thật lần ạ, chỉ có cách là mình phải lên đây mình ngồi mình quan sát tất cả mọi nơi để mình xem được là có chim không ha. Tuổi thơ dữ dội. Vị trí này ngày xưa còn học cấp 3 nổi tiếng leo dừa các bạn. Thôi các bạn thấy không? Cái này chắc cũng khỉ chắc cũng hờn luôn. Cây này cao lắm các bạn ơi. Để các bạn xem cây này nha. Trời ơi. Đó các bạn, đây là thuốc ngọn trời gió lắm các bạn. Đây các bạn thấy không? Cây cao lắm. Mà chèo lên tới ngọn rồi. Cũng gần được tiếng cho qua rồi các bạn, chưa thấy tung tích gì hết. Nó đang bên đó hả? Con mẹ nó về rồi các bạn ơi. Đây các bạn nghe nó quýt không? Ơi. Làm biết vị trí kêu rồi. Bên hướng này hả? Rồi rồi tao nghe bên đó đó. Qua đó à. Tới các bạn. Ok. Đúng vì cái vùng mà mình nghe luôn các bạn. Bây giờ xuất phát qua đó các bạn ha. Cái vị trí thì đang ngồi trên kia rồi. Hạt tiêu. Rẽ trái hả? Ok. Rồi. Đây, để xem cái bọng này trước có. Có bọng. Cây này có bọng gì không? Không có bọng gì các bạn. Mình chỉ thấy dưới này mà con này cũng nghe dưới này luôn. Dưới hả? Rồi ok. Rồi đây các bạn, cây thứ ba. Ủa, trước mình đây có cái bọng thấp quá. Cái này thì ngang ngực mình. Đây thì không có cây nào có bọng hết. À đây. Có cây này. Để coi cái bọng này thử xem. Đó đây bay qua hả? À nó bay luôn kia rồi. Nó kia rồi. Ở dưới kia ra. Rồi ok. Rồi rồi, cây này có bọng này. Rồi đây rồi. Hai con không ơi? Hai con. À hai con. Lớn rồi, gan chiên rồi. Rồi. Đây. Trời làm cây quá đơn giản. Cái vùng trên kia cây rất là rậm rạp. Rậm lắm nhưng mà không có. Bữa nay chỉ đang trèo xuống. Trời giờ đang gió lắm các bạn. Kiến hay sao? Con hả? Hai con. Ừ, đã vậy? Ừ. Má nó bay miết ra nè. Sớm giờ tám rồi sang đây miết á, con mẹ đâu dám đút mồi đâu, con đói lắm rồi. Hàng gì đu. Ờ. Bà khôn ghê lắm, bà chui miết nắc mày. Tao tới rồi, tao nghe nó kêu luôn mày. Về coi. À, tuyệt vời quá. Rồi. Tao nói rồi mà. Tao biết ngay là hướng này mà, đâu? Ờ, cái cây đơn giản ai nghĩ cây này mày.
Đồ con keo này nó đói nữa. Ờ, nó đói sớm giờ tao mới sang đây, con mẹ dám đút mồi đâu. Cái cây đứng ngang đầu nha mày. Đồ hai con lớn rồi mà. Lớn rồi. Sắp chiền rồi. Sao? Sao tôi cứ tiêu người ta hả? Thôi để cho nó lớn hả? Hay bắt về đi. Ổ này ổ cuối mùa thì khả năng mái là cao á. Nhưng mà bắt nó coi coi. Trống thì lấy. Mái thì thôi để cho nó đi. Điều mà lớn rồi. Lớn rồi hả? Thì lớn quá rồi, tao kêu gần chiền rồi mà. Điều vậy là sớm giờ con mẹ nó hít để cho con này đói để nó đi ra tổ. Ờ đúng chứ rồi, để cho nó đi ra. Con đúng này không? Lớn rồi mà, cánh này nè. Coi trống mái cơ. Cánh này là cánh chuẩn bị bay rồi, chuẩn bị chiền rồi nè ơi. Đủ lông đủ cánh rồi. Điều đây các bạn. Chắc sắp tới Chí và con này sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn coi, những bạn mà chưa biết á, mà những bạn mà hỏi trên kênh Bẫy Chim của Mr. Chí thì mình sẽ làm một video để giải đáp cho các bạn những cái phần này. Trăm nào là của để mình chúc nhìn con trống và con mái. Hai con trống luôn. Hai con trống luôn hả? Tuyệt vời, hai con này hai con trống hả? Vậy ngày này đẹp trời quá. Rồi, hai con trống các bạn. Thì thôi, thì mình sẽ lấy hai con trống này về mình nuôi. Ha. Thôi tạm biệt cái các ơi. Rồi ok các bạn ha.